Nguyễn, xin cảm ơn quý vị đã giữ màn hình để tiếp tục theo dõi chương trình vệ sinh an toàn thực phẩm về chủ đề nướng barbecue trong mùa hè với tiến sĩ Mai Thiên Triết phần 2. Em xin kính mời anh Triết giải thích tiếp những gì hại và lợi trong vấn đề bà con đồng hương chúng ta tổ chức barbecue trong mùa hè, thưa anh. Thưa Thảo, thì chúng ta vừa bàn tới cái miếng thịt cần nên tránh cái sự tiêm nhiễm của E. coli trong bò, thì ngay cả miếng ướp miếng thịt bò phải cần nướng vừa chín đối với những thịt bò đã nhai sẵn, và cũng đừng chín quá để có thể tạo ra những nguy cơ gây ra ung thư. Bây giờ câu hỏi được đặt ra là làm sao bây giờ thịt phải làm sao và cái tiêu chuẩn cách nướng, cách ướp như thế nào, thì chúng tôi xin lần lượt trình bày cho bà con rõ. Thì theo cái Health Department, nghĩa cơ quan y tế, và cũng như một số cơ sở về y tế có giải thích, chúng ta nếu thường thường chúng ta nướng ở ngoài là nướng thịt đỏ và thịt gà, thịt bò và thịt gà, dĩ nhiên có thịt cừu, thịt dê nữa, thì cánh gà nằm trong cánh gà nữa, cánh gà với chân gà nữa. Cái điều kiện tiên quyết là chúng tôi khuyên rằng nếu chúng ta nướng đó, thì chúng ta cố gắng lóc bỏ những cái lớp mỡ xung quanh lớp thịt càng nhiều càng tốt. Vì sao? Khi mà trong cái dịp mà anh nói về dầu ăn đó, thưa Thảo, những lớp mỡ thì tạo ra những lớp dầu, mà khi mà quá trình cháy khét, nghĩa là bốc khói đó, thì những cái dây mỡ đó có thể bị tách ra, những phân tử mỡ tách ra thành ra những cái hợp chất hóa học khác là gọi là acrylamide. Acrylamide là một hóa chất nguy cơ tạo ra ung thư, Thảo. Do đó chúng ta nên tránh cái hiện tượng nó xảy ra bằng cách cắt mỡ bớt, và phần nhỏ là các nhà những miếng thịt chúng ta đừng nướng những miếng thịt dày quá. Miếng thịt dày quá thái mỏng, nếu dày quá thì những phần trong nó không kịp chín, và nếu những phần trong chín là hai cái mặt ngoài nó bị cháy đen thì nó trở thành ra cháy khét. Thì đó, thì cái dịp thứ hai nữa là cái dịp ướp thịt. Chẳng hạn ướp thịt, chúng ta không phải mua miếng thịt về, chúng ta rửa rồi chúng ta bỏ muối xì dầu hay là vị hương hay cái này vô ướp, xin không. Trước hết xin bà con lưu ý, rửa thịt rồi sao nữa nên ướp thịt trong một cái môi trường axit, mà trong một cái môi trường axit dễ dàng nhất là hoặc là chanh hoặc là giấm. Mình thoa cái miếng thịt trên giấm với hoặc chanh chấm với chanh, rồi những cái sauce nào đó hay gia vị nào đó mình muốn ướp và xả hay hành gì đó. Do đó rồi từ đó khi cái miếng thịt được ướp sẵn, dĩ nhiên chúng ta đừng nên ảnh để lâu quá 6 tiếng đồng hồ, không tốt. Do đó chỉ khoảng 1-2 tiếng đồng hồ, nhất là thịt để làm barbecue. Do đó chúng ta giảm bớt cái độ nóng của lò barbecue lúc đầu, để mà cũng như áo cái miếng thịt để nướng bằng cách là cho hơi cho nó nóng mặt trên mặt ngoài, để chi? Để cho những cái đồ ướp đó nó thấm vào trong chứ không phải bốc hơi hết. Đó là miếng thịt nó thấm hơn. Đó là một trong những cách. Thì theo cái cơ quan y tế yêu cầu chúng ta trong tuần á, đừng có ăn hơn 3 miếng thịt barbecue. Mỗi miếng là 80 mg, thì nghĩa là 3 ounce cho một người. Thì nếu lựa miếng thịt, chúng ta có thể hình dung đó là một cái lá bài mỏng trên khoảng nửa phân, như một lá bài cào đó, Thảo. Đó thì ngoài ra khi mà ăn barbecue, chúng ta cần nên ăn nhiều rau quả, đặc biệt là broccoli, những cải bắp, những các loại cải khác để mà nó điều hòa, để tạo ra những cái chất chống oxit hóa và chất xơ. Để mà chống oxit hóa là antioxidant, một dịp chúng ta sẽ nói gốc tự do là chất chống oxit hóa như thế nào để cho chúng ta thấy gì đó. Thì chúng ta thấy cái điều đó, thì cho đến giờ phút này có lẽ là chúng ta đã chuẩn bị đầy đủ và cẩn thận hơn trong cái dịp nướng barbecue, phải không Thảo? Nhưng mà thưa anh, em thấy nhiều gia đình họ xài những cái vỉ nướng thịt đó, năm này qua tháng nọ, thì nếu mà có những lời chia sẻ về những dụng cụ đó, thì anh Triết có nghĩ là những người bà con mình nên bỏ đi, mình mua cái mới không? Em nghĩ cái vỉ không bao nhiêu tiền hết. Cái thói quen mà không được của người tiêu dùng, nghĩa là người Việt mình, có thể nói anh không dám nói người khác, là
Sau mùa hè chẳng hạn, mùa hè thì chúng ta thường nướng barbecue, thí dụ tuần này, tuần sau, tuần đó nữa. Nhưng mà hết mùa hè rồi thì cái lò barbecue đó nó được vào trong một cái vị trí nào đó mà trong góc giường. Đó, và cái lần nướng barbecue cuối cùng, nghĩa là những xét, những đồ ăn, những thịt dính lên dĩ vẫn còn nằm nguyên đó, và nó đợi cho suốt mùa đông, mùa thu, mùa đông, mùa xuân rồi trở lại mùa hè, chúng ta mới bê cái đó ra, mới bắt đầu lau rửa, thì cái dĩ sắt đó đã có rỉ sét và có nhiều cái đó, do đó chúng ta phải cạo rửa. Cái điều đó đòi hỏi rất lâu, đôi khi phải rửa bằng axit để cho nó tróc hết những cái đó ra, và đó do đó bà con khi mà mùa hè sắp chấm dứt, khi chúng ta ăn cái món barbecue lần cuối cùng, điều đó chúng ta nên tẩy rửa tất cả những bộ phận của barbecue, từ mâm, từ hai cái dĩ hai bên, đặc biệt là cái dĩ phải ngâm trong nước xà bông rửa cho thật sạch trước khi chúng ta cắt để chờ sang năm. Thảo, thôi vậy em nghĩ vậy là hay nhất nè anh Triết, mình một công hai việc, mình làm cho kinh tế Hoa Kỳ lên đi. Giờ em thấy trong Home Depot á có bán mấy cái loại mà lò nướng nhỏ nhỏ này nè, tròn nhỏ phải không? Bây giờ mấy chục đồng mà cô bác mua về cái ăn hết mùa hè xong cái đem nó dục là xong, cái gì cũng mới hết đúng không anh? Anh có nghĩ vậy không? Đúng, nó gọn thôi em. Đúng, nhưng mà mình phần bự chứ phiền phức phải rửa acid đồ. Thảo ơi, thường thường cái nhà lớn phải có cái barbecue lớn để mời nhiều khách. Thảo, còn cái barbecue là một vấn đề nhỏ nhỏ để chỉ để phạm vi gia đình một hai đứa con, mà nếu Thảo có 4 đứa con và 12 đứa cháu chứ anh thì chắc chắn phải cần cái barbecue lớn nào, chưa kể khách mời. Nhưng mà qua câu chuyện tâm tình ngày hôm nay, em nghĩ là mùa hè năm nay chắc đông hơn Việt Nam, đông tại Houston bớt ăn barbecue quá. Thì mình nói chuyện barbecue ở đây thì mình nói chuyện barbecue ở Việt Nam đi Thảo. Có không? Việt Nam có chứ. Chưa thấy à? Thì mình những liên quan tới cái hôm nay, cái đề tài hôm nay là anh muốn nhấn mạnh về cái hội chứng barbecue hay là bệnh barbecue nghĩa là ô nhiễm. Thì vì trong cái việc nướng thịt bò thì chúng ta thấy rằng cái Tổ chức Y tế Thế giới đã có thông báo rằng, nghĩa là hàng năm Việt Nam có khoảng là 8 triệu người bị ngộ độc thực phẩm do liên quan đến thực phẩm. Thì cái ngộ độc đó là do sao? Do những buổi ăn sáng tập thể, những buổi ăn trưa tập thể, hay là những cách nướng nấu, xào nấu không hợp vệ sinh. Và có thể, dĩ nhiên không có, cho đến giờ phút này không có một cái nghiên cứu khoa học nào để xác nhận cái diện ngộ độc trong thực phẩm, trong các trại ăn tập thể hay là ở hàng quán là do đâu. Nhưng chắc chắn điều đó là phải là do cái vi khuẩn E. coli mà anh vừa nói đó thưa Thảo. Nhà ăn tập thể trong công xưởng đó. Trong công xưởng đó, thành ra cái chuyện thường thường hàng trăm người bị ngộ độc. Thường thường. Do đó thì cái đặc biệt là có hơn một lần cái Cục An toàn Thực phẩm thuộc Bộ Y tế của Việt Nam đã cho biết là cái vi khuẩn, chính cái vi khuẩn E. coli 147H7 đó là thủ phạm gây ra ngộ độc của 107 công nhân ở công ty ở Star Fashion vừa qua. Đó là một điều duy nhất, vì đây là một công ty của một cái hãng ngoại quốc, do đó mới có cái cuộc điều tra ngộ độc. Thì lần đầu tiên chúng ta mới thấy được cái kết quả đó. Thì từ đó chúng ta thì hình dung ra 8 triệu người khác bị ngộ độc, thì có lẽ cũng vì liên quan tới những bà con xa gần của cái E. coli đó thôi. Ghê quá. Đó thì chúng ta thấy như vậy để thấy cái sự quan trọng và cái vệ sinh an toàn thực phẩm trong cái việc rửa ráy, trong cái việc chuẩn bị thức ăn từ khô bò cho tới món bò hay thịt gà, nghĩa là tất cả những món thịt, thậm chí món cá thì có những cái toxin khác nữa thưa Thảo, thì chúng ta nên cần phải rửa sạch trước. Và cái điều hay hơn cả thì trong những món thịt đó, cũng như thường thường Thảo thích ăn thịt heo luộc với mắm chẳng hạn, xương gói nướng đó, xương nướng barbecue thì nó có mấy món anh, thịt bò nè, cánh gà nè, sườn heo nè, nhưng mà con cái này nè em xin phép hỏi nha, bắp nướng nữa. Thì bắp nướng mà nó khét quá chắc cũng ảnh hưởng luôn. Đúng như vậy thưa Thảo. Thì anh có một cái trick về bắp nướng để em nói ra. Thì trở lại trước khi mà nói cái trick đó, thì anh xin thưa rằng thì cái điều đó chúng ta nên cẩn thận khi mà sử dụng cái thịt sống, và nên rửa cái thịt sống đó, những cái thịt tươi để chuẩn bị làm những món ăn, nên rửa qua hoặc là giấm ăn hoặc là chanh cho nó an toàn.
tối thiểu, vì vi khuẩn E. coli chỉ sống trong cái môi trường basic, nghĩa là cái pH lớn hơn 7, môi trường B khoảng 8-9, mà axit môi trường axit như axit citric của chanh, giấm là khoảng axit là độ axit là 4. Do đó vi khuẩn E. coli bị tiêu diệt khi chúng ta trong thời gian rửa. Có hai loại nữa mà em thấy thỉnh thoảng có nhiều gia đình họ thường nướng ăn trong barbecue là măng tây với củ hành. Nãy em có hỏi anh là bắp rồi, nhưng mà em thấy ba loại chứ, đậu bắp nữa. Thì có nhiều gia đình hay nướng đậu bắp nè, nướng củ hành và nướng măng tây. Thì khi mà nướng những vật dụng đó chung với những thành phẩm trên cái vỉ nướng mà nó có nhiều thì chất ướp hơn một lần nữa, thì sao anh xin góp ý gì? Vì cái giai đoạn mà chuẩn bị đồ ăn đó thì chắc chắn chúng ta chuẩn bị thịt thà trước, rồi ướp rồi để đó, rồi chúng ta mới rửa rau cải, những thức ăn đó. Thì do đó rau cải hay những thức ăn tươi chúng ta nhúng trong một phần ít nước muối, rồi nhúng trong một phần chanh hay giấm, thì chúng ta để ráo khô thì chúng ta có thể tiệt trùng được một phần nào. Đặc biệt cái món bắp, bắp nướng, vì mình ăn bạc với kiểu hay nướng món bắp, bắp củ hành, đậu bắp và thì, măng tây, thì cái bắp nướng đó chúng tôi đề nghị là trước hết để cho nước, cái bắp khỏi khô. Khi nướng thì nó mất nước, bị khô. Do đó trước, trong cái thời gian mình chuẩn bị gia vị cho miếng thịt bắp để chuẩn bị nướng, chúng ta lột ra chừa được 1-2 cái lá nhỏ bọc và ngâm trong nước. Chứ như là chừa lại vài lá để có mở ra hết, ngâm trong nước. Mà nếu chúng ta thích ăn mặn mặn, ngâm trong nước muối mặn mặn một chút xíu, khoảng 1 tiếng đồng hồ. Lý do anh, khi nước có muối nó đã hấp thụ vào trong bắp, nó có vừa vị ngọt của bắp và vừa vị mặn mặn của bắp, chúng ta khỏi cần chấm cái gì hết trơn. Và bắp đã đủ cái lượng nước trong đó, chúng tôi gọi danh từ khoa học gọi là bắp ngậm nước. Và khi ngậm nước rồi á, thì khi mà chúng ta nướng barbecue á, thì một số lượng nước nó mất đi, nhưng mà số lượng nước còn lại nguyên thủy của trái bắp nó vẫn còn nguyên. Do đó hột bắp vẫn tròn trịa, nó không bị tốt là gì mất nước, không bị khô. Do đó ăn cái bắp mà khi đã tẩm trong nước 1-2 tiếng đồng hồ trước rất là ngon, thì rất là bùi, nó không khác. Bởi ở ngoài nó cháy nó cứng, nhưng ở trong nó mềm, không khác gì bắp luộc bao nhiêu. Đó là cái trick của việc nướng bắp. Em thấy hấp dẫn quá. Hôm nay là vấn đề barbecue. Và thưa anh, nếu mà có một lời chia sẻ chân tình nhất cho quý đồng hương Việt Nam về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, đặc biệt riêng cho barbecue chủ đề ngày hôm nay, thì anh sẽ có những lời chân tình gì gửi đến bà con thưa anh? Hôm nay anh muốn nói thì cái vấn đề mà cái vi khuẩn E. coli có trong thịt bò đó là vi khuẩn E. coli 0157H7. Đây là một cái vi khuẩn mà được EPA và FDA của Hoa Kỳ xác nhận lần đầu tiên vào năm 1982. Và từ đó đến nay không ngừng cái vi khuẩn nó tràn lan, xác nhận tại Michigan mà nó tràn lan cho tới bây giờ không thể nào cầm bí được, vì chính vi khuẩn đó nó nằm trong ruột của con bò làm ra hơn. Em cũng có nữa, nhiều khi chồng em cũng có. đừng nói đó. Thì do đó đây là một cái khám phá mà từ đó chúng ta mới đưa lên những cái biện pháp dự phòng khi mà chúng ta ăn những thịt sống. Đây anh muốn nói không ngoại lệ trong cái thịt bò tái chanh nữa. Đó cũng trong là phở, trong phở có trong phở thì chắc chắn những điều đó, tất cả liên quan tới thịt bò đều có liên quan tới cái, mặc dù gọi là hội chứng và hội chứng barbecue, nhưng mà cái thịt bò thì bất cứ ăn cái món nào cũng vậy. Do đó bà con cần cẩn thận, đặc biệt là trong cái mùa hè này, được báo trước là cái mùa hè rất nóng, nhiệt độ có thể lên 100 độ trong lúc buổi trưa và chiều. Do đó ngoài cái hưởng những cái hương vị đầm ấm sum vầy gia đình và bạn bè trong cái buổi barbecue, chúng ta cần lưu ý tới cái nạn bị say nắng. Đặc biệt đối với những người lớn tuổi như cá nhân chúng tôi chẳng hạn, đứng ngoài nắng lâu có thể bị say, và với người già thì có dễ bị chết. Thì chúng ta thấy như cái tin tức mới nhất ở Ấn Độ, cái nhiệt độ lên tới 45 độ thì mấy ngàn người chết rồi. Thì đó chúng ta thấy, và ngay cả ở Paris cũng vậy. Thì xin lưu ý bà con cẩn thận hai điểm chúng tôi xin tóm tắt là rửa sạch tất cả những thức ăn để mà chúng ta nấu ở ngoài trời, barbecue. Và đặt
Việc thứ hai là cẩn thận về cái nhiệt độ. Và thứ ba nữa là cẩn thận cháy nhà. Vì bắt đầu đặc biệt là những lúc mà chuẩn bị nướng lò thì chúng ta hay đứng ở ngoài mà xịt cái bình xăng thì dầu cháy nó phần lên đó. Đặc biệt đừng bao giờ để trẻ con làm cái việc đó, phải người lớn. Vì trẻ con có thể bóp ra nhiều quá và có thể không tắt được thì có thể cháy lan và bị phỏng. Đó là cái trường hợp đã từng xảy ra chứ không phải là phòng ngừa mà thôi, thưa Đạo. Và thịt khi chuẩn bị nướng barbecue thì không nên ướp quá 2 tiếng đồng hồ. Đúng như vậy, thưa Thảo. Và đừng để ngoài không khí lâu quá. Cũng như thịt đã nướng xong rồi, chúng ta cũng trong vòng 1 tiếng trở lại chúng ta ăn, chứ đừng để ngoài. Nếu mà còn dư lại, chúng ta nên gói lại và cất trong tủ lạnh và để ăn một bữa lần thứ hai mà thôi, chứ đừng để qua ngày. Không qua ngày hôm sau. Đúng, không nên vậy. Nướng miếng thịt khét quá. Ngay cả thịt gà, thịt heo, thịt bò, tất cả loại mọi thứ mà mọi gia đình ăn barbecue trong mùa hè. Đúng như vậy, thưa Đạo. Thì theo anh thì thí dụ hôm nào đi anh với chị Thủy mời tụi em tới nhà nướng barbecue thì anh sẽ làm món gì? Anh em thí dụ anh đi. Anh nướng barbecue. Theo cái quan điểm cá nhân của anh đó là ăn một món thịt nào thì có cái mùi món thịt đó. Anh không nghĩ thí dụ như là ăn thịt heo hay là ăn thịt dê thì không có mùi dê. Ăn thịt cừu thì không có mùi cừu, bỏ nhiều gia vị mất mùi cừu. Nhưng thật sự mình muốn ăn một món thịt thì ăn món bò ra món bò, món ngựa ra món ngựa. Và đó là cái suy nghĩ của người Tây Phương. Nghĩa là ăn món thịt để thưởng thức cái hương vị thịt đó. Còn khi nó lạc hay nó chấm, mình chấm cái sốt ngay khi từ cái miếng ăn của mình, hơn là để cái hương vị đó ướp vào trong thịt thảo. Thế thì qua câu chuyện ngày hôm nay anh giải thích trình bày đó, thì có nhiều gia đình giống như em đi, em nói giờ tôi không ăn thịt bò nữa, tôi nướng barbecue bằng cá, thì anh nghĩ sao? Thì cái việc nướng cá thì trước hết chúng tôi một lần nữa, chúng tôi thường thường cái một trong những cái thói quen của người Việt Nam mình, đặc biệt đối với những người thích đi câu thì họ có nhiều cá. Thứ nhất, cá đi câu về bỏ thẳng trong cái freezer và khi cần ra nướng là defrost để làm giảm đá và nướng ngay, hoặc là lụi một cái que như que đũa ở nướng ngay thì điều đó rất là nguy hiểm. Chúng tôi trong nhiều lần chúng tôi đã đề nghị lưu ý quý vị là khi câu cá nhiều quá, trước khi bỏ ăn không hết trong ngày đó thì bỏ vào freezer, phải làm sạch sẽ, lấy ruột ra. Vì mặc dầu chúng ta bỏ vào freezer, trong ruột cái bộ phận tiêu hóa của cá rất có rất nhiều cái vi khuẩn, và mặc dầu ở dưới độ lạnh đó vi khuẩn cũng có thể phát triển, và khi mà vi khuẩn phát triển thì có thể tiết ra những cái toxin, và những cái toxin đó đã có thể đi vào các sớ thịt, cái fiber, cái tissue, các mô thịt của cá. Do đó chúng ta cần phải phòng ngừa cái việc đó xảy ra, và khi nướng cũng vậy. Do đó khi nướng con cá cần phải được làm sạch sẽ. Dĩ nhiên khi ở trong freezer ra và nướng cũng cần nên rửa cho sạch qua giấm hoặc là qua chanh trước khi chúng ta bỏ lên lò nướng. Và cũng ướp trong thời gian 2 tiếng. Chắc chắn như vậy. Quá ngon. Em có người bạn thích ăn cá lắm. Cái này em phải cho Hiền biết là những gì mà anh chia sẻ. Có những cái điểm mà anh muốn nói đó, sở dĩ là ngày hôm nay cái người Việt Nam ở sống ở tại Hoa Kỳ có cái chê tệ nạn về bệnh tiểu đường, bệnh ung thư nhiều, là bệnh béo phì, là có thể nói là vì do chúng ta ăn quá nhiều thịt đỏ. Trong lúc đó ở Việt Nam cái thịt là một cái món xa xí của những người có tiền chứ không phải của đại đa số người dân Việt Nam. Và có thể một cái thống kê rõ ràng nhất, kết luận nhất cho chúng ta thấy là người Nhật miếng thịt bò của Nhật nó mắc lắm Thảo, 70-80 đô la. Em biết. Do đó cái người dân Nhật thường thường họ ăn cá nhiều, và ăn cá cũng như ăn thực phẩm về rau cải, cỏ đậu, củ quả. Do đó cái tuổi thọ của họ cao nhất so với các tuổi thọ dân số trên thế giới là 89-90 tuổi lận thọ, so với 70-mấy tuổi của tuổi thọ trung bình. Rau củ quả là em thích rau củ quả với cá. Đúng như vậy. Và kính thưa quý vị, vẫn trong chương trình Thảo thường chia sẻ với quý vị là vì thời lượng chương trình Vệ sinh an toàn thực phẩm hàng tuần với tiến sĩ Mai Thanh Triết cũng có hàng. Thành ra Thảo xin đón nhận những ý kiến, email, những đóng góp của quý vị, như những lời chia sẻ với tất cả những cô bác
Đồng hương Việt Nam chúng ta ở ngay thành phố Houston nói riêng và những phụ cận khi xem được chương trình này qua sự trình bày của ông, thì hãy gửi về địa chỉ email là nguyenthaocamera@gmail.com. nguyenthaocamera@gmail.com. Thảo xin đón nhận những ý kiến, những câu hỏi của quý vị qua email, và mỗi lần lên chương trình thì Thảo sẽ chia sẻ những email của quý anh chị đến với tiến sĩ Mai Thanh Triết để ông tường từng trình bày cho quý vị rõ hơn. Và xin anh gửi lời chào đến khán giả đài VTV khi anh em mình tạm chia tay. Rồi, xin cảm ơn quý khán thính giả nghe chương trình này. Thì trong những dịp tới, chúng tôi sẽ nói, chúng tôi đã từng nói cái nguy hại về ăn đường nhiều quá, thì lần tới chúng tôi sẽ nói về những cái nguy hại, cái cách sử dụng muối như thế nào cho cái hợp lý đối với cơ thể của chúng ta. Dạ, cảm ơn anh. Thảo Nguyễn xin trân trọng cảm ơn quý vị đã đón theo dõi chương trình Vệ sinh an toàn thực phẩm hàng tuần trên đài truyền hình VTV 55.2. Thảo xin kính chúc quý vị một ngày thật vui, thật bình an, thật hạnh phúc bên gia đình và người thân. Và qua chương trình này, quý cô bác đồng hương Việt Nam chúng ta nên cẩn thận hơn khi mà chúng ta tổ chức những buổi ăn ngoài trời barbecue trong mùa hè. Xin trân trọng kính chào, chúc một ngày thật vui. Cảm ơn anh. Đúng như vậy, Thảo. Dạ.